và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Nai The Kid. Hôm nay là ngày 16 tháng 6, một ngày rất đặc biệt, nhưng không phải là ngày lễ, không phải ngày kỷ niệm của Nai The Kid, mà là ngày khai trương Nhung Từ Shop. Đây, hôm nay mình đã tới được Nhung Từ Shop và hôm nay mình sẽ đến đây để lựa những nguyên liệu làm flam và những cái cục flam cực kỳ đẹp luôn nha. Và các bạn cứ theo nghe nhé. Quầy squishy đây, từ trên xuống dưới rất là nhiều squishy, kiểu như cái kích cỡ càng ngày càng nhỏ, xuống càng nhỏ. Ở đây trên đây mình cầm cái dầu, còn bên đây là charm để làm flam. Ở dưới này thì có hương liệu với một số charm khác nữa nè, có những cái charm ngẫu nhiên. Những cái này là cái giống kiểu cái collection, nó có một màu vàng thôi, rất là nhiều luôn. Đây thì là charm trái đào hả, trái đào trái lựu gì đó, cái trái xoài nè, đây là trái xoài. Ở trên đây thì ở đây có charm kem, cái này Nhi biết nè, cái này Nhi có nhiều lắm. Ở đây có charm con cừu, ở đây có con hyena nữa, và charm kem rất là nhiều charm. Biết ai không, biết ai không, thật hư đó. Một hồi Nhi sẽ kêu hai bả xuống đây giới thiệu. Còn bên đây là cái quầy mà Nhi mong chờ nhất, nhưng khi qua đây Nhi lại buồn nhất là slam. Ê chế ơi, qua bên đây trễ quá thì không còn slam nữa, chỉ còn một số mẫu như vậy thôi. Nhi một hồi Nhi cảm thấy là cái nào ok Nhi hốt vậy hết. Ở đây là tuyết, cái gói này là gói 100g tuyết. Ở đây à, chắc là cũng có lá sành luôn, màu xanh, cái màu này đẹp nè, màu tím, rồi có bột borax nữa, có rất là nhiều charm. Còn bên đây là cái quầy của bột nhũ với lại cốm. Đây những cái cốm này, cốm này một cái này slam nào vô cũng đẹp hết luôn. Đây có cái mặt trắng nản của bạn. Thôi em làm lại cái mặt hồi nãy của em ơi. Hả? Cái tư thế hồi nãy em làm lại được không? Nghĩ hay chị? Đó chính nó. Bị đừ, từ sáng đến giờ đông quá bà bị đừ á. Còn bây giờ thì mình sẽ nhờ hai bà chủ shop vô đây để quay video chung nhé. Bà đây, chị Nhung, bà bé Thư, Nhung Từ Shop đây. Bên đây. Hello. Trời ơi, cái này là em coi video của gia đình mình từ lúc mà em chưa nổi tới bây giờ. Tới tận bây giờ luôn á. Giờ dĩ nhi nổi rồi. À, ok, và bây giờ sẽ để là hai bà chủ của chúng ta giới thiệu về shop của chúng ta hôm nay nhé. Ok. Và các em ơi, đây là khu mà Wixi bên shop của chị. Sáng giờ thì các bạn đã tàn phá rất là nhiều nên là lung tung, là lung tung hết. Nó khác xa hoàn toàn với cái video mà giới thiệu shop luôn á, ngày đầu luôn á. Tất cả các mẫu đều ngăn nắp đi xuống. Đúng rồi. Bây giờ là nó bị tùm lum tà la hết rồi. Bây giờ bên này trống quá chị. À còn bên này thì thật sự hiện tại thì shop chưa có gọi là coi như là làm lại cái tủ này để cho nó hoàn chỉnh được. Tại vì sáng giờ các bạn mua nhiều quá, tàn phá từ trên xuống dưới. Đúng nên rồi. Là trống lên trống đó luôn. Nên là yếu nhi qua chỉ còn được có mấy củi thế này thôi. Lấy hết luôn chị. Lấy em cảm thấy tổn thương nặng luôn á. Còn bên đây là mấy cái cốm luôn chị. À còn bên này là tất cả những cái cốm rồi neo rồi nhũ nhiều lắm, và xốp khúc nè, bơm bơm, tất cả những cái nguyên liệu đang hot nhất bây giờ luôn á. Là những bạn slammer nổi tiếng bên Mỹ thì xài được cái này rất là nhiều. Nên là nếu mà bạn nào thích thì hãy tới tới đây ủng hộ nha. Em sẽ tới đây nhiều á Nhi. Em thì chắc chắn sẽ tới đây nhiều hơn rồi. Chỉ có cái là cái khoảng cách địa lý nó hơi xa tí. À đi nhà hơi xa quá phải không? Dạ nhà em xa lắm, ở quận 8 nè. Chạy qua đây là cả một cái quãng quá trình. Nhưng mà chắc chắn là em sẽ qua để lấy những mẫu slam mới. Em canh mấy ngày nay mà tới đây không còn slam, em buồn lắm luôn. Thôi mua giùm mấy slam ế đi đúng không các bạn? Đúng rồi. Bây giờ Nhi cho cái này nè. Nhi sẽ mua những cái slam ế này và sau này là hai chị em phải bù lại bằng các quay clip cùng với Nhi. Ok, bây giờ hai bà chủ đã trả lại không gian, bây giờ chúng ta sẽ nhẹ nhàng lại và lấy slime thôi. Ở đây là vì là Nhi qua bất ngờ quá cho nên là hai cô chủ chúng ta phải chạy lên trên lầu và làm gấp những mẫu slime cuối cùng. Ở đây cũng là phần cuối cùng cho nên Nhi lấy luôn. Ô, cái đôi giày nè. Cái này là butter phải không chị? Đúng rồi, sắc màu yêu thương á. Để em lấy thử giùm em chọn cho nó là cái gì nè. Cái này, cái slime shop luôn. Cái này chị không có để tên lên luôn hả? Chưa có thời gian để mà làm luôn á. Ok, mình lấy cái này. Cái này nó giống nhau hay khác nhau chị? Hai cái này nè. Đây là một cái slumber và này cái là basic. Basic lấy cái này basic luôn. Và cái này. Rồi qua bên đây em sẽ lấy vài cái cốm luôn. Cái cốm này. Và cái này luôn. Cái này là hot lắm luôn á. Ai cũng biết hết trơn luôn. Cái hàng này giống hạt kẹo quá trời nè. Nhưng mà nhìn như sẽ lấy một cái charm. Lượng cái charm. Charm.
với lụi cam này, lại thêm một cái. Ok, ta lấy cái dâu rừng nè, giống cái dâu rừng. Ok, thêm một cái hương nữa đi. Này quá trời hương nè. Có hương xoài nữa nè. Nho, ok. Được, lấy thêm một cái xoài với nho. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ nhờ hai cô chủ tính tiền thôi. Và ok, Nhi đã mua được rất là nhiều đây. Bây giờ hãy cùng theo chân Nhi về nhà để review nha. Và Nhi sẽ dùng một số cái nguyên liệu mà hôm nay Nhi mua được để làm thành một cục slam. Và ok, bây giờ thì chúng ta về nhà thôi. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share và subscribe để nơi này sẽ có nhiều video mới nữa nha. Và đừng quên ấn like video này để không chờ video sau của Nhi nha. Bye bye.